Mình xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại kênh của xe đạp giá xỉ. Mình giới thiệu mọi người chiếc Touring giá rẻ Catani TR30 nha mọi người nhé. Nó chỉ có 3 triệu 3 thôi, mình miễn phí giao hàng trên toàn quốc. Thì chiếc này là khung thép, mối hàn chìm mọi người nhé, không có thấy mối hàn luôn. Đấy, bộ chuyển động xi minh 7 líp và 3 đĩa, vỏ Kenda liền 4 phân, thắng đĩa trước sau. Đấy, cơ bản là như thế, 3 triệu 3 em mình miễn phí giao hàng trên toàn quốc. Xe thì trông là thiết kế thì rất là đẹp đấy mọi người. Thiết kế đẹp, nước sơn đẹp, sử dụng bộ chuyển động xi minh thôi, hàng Trung Quốc bình thường. Được cái là vỏ Kenda, và vỏ của nó là hông của nó là hông 35 nhé mọi người nhé, 700c nhân 35. Đấy, vỏ là rất là đắt tiền đây, để mình đi nó được êm, và nó được cái hông của nó rất là to và đi nó êm, nó bền. Vỏ Kenda hông 35. Con này thì khóa mở nhanh, thắng đĩa trước sau, cũng chỉ là côn bi thôi chứ không phải là bạc đạn. Đấy. Tổng thể xe rất là đẹp, bởi vì là cái mức giá của nó cũng chỉ đến là 3 triệu 3 thôi, thế nên là nó xài chỉ xài đồ xi minh thôi. Đồ xi minh nhưng mà dùng là ok rồi, vừa phải vừa tiền. Thắng đĩa trước sau, đi là đi dây ngoài, không thấy mối hàn mọi người nhé. Xe cực kỳ đẹp luôn, khung rất là đẹp, Catani TR30 khung rất là đẹp luôn, thiết kế rất là đẹp, phối màu, màu sơn là rất là đẹp. Bộ chuyển động xi minh, tay đè của nó cũng xi minh luôn, 7 lít và 3 đĩa mọi người ạ, 3 đĩa. Với cái mức giá đấy thì mình cũng không thể nào mình đòi hỏi được nhiều. Chỉ quan trọng nhất là cái xe nó lên nó chắc chắn và nó đẹp. Thì em đánh giá chiếc này là chắc chắn và đẹp, chứ còn bỏ cấu hình cao thì là không có rồi. Cấu hình là chỉ xài cạt đĩa xi minh 3 này, giò dĩa thì giò dĩa nhôm. Rồi gạt lít thì là cũng xi minh TZ luôn. Đấy, đồ rất là bình thường thôi, nhưng mà được là thắng đĩa trước sau. Tem là tem phản quang này, rất là đẹp này. Vỏ Kenda mà Kenda 35, hông 35 là rất là đắt tiền. Hông 35 nó tương đương với mấy con Touring của con Gian rồi đấy. Gian thì nó cũng chỉ xài đến mấy con X kép thì nó cũng chỉ xài đến 700c x 35 thôi. Vỏ là vỏ Gian, còn vỏ này đây là vỏ Kenda, liền 4 phân, van là van xe máy, liền 4 phân cũng là liền đắt tiền. Yên đây, yên Catani rất là êm. Thì mình bán với giá là 3 triệu 3, miễn phí giao hàng trên toàn quốc. Xe rất là đẹp nhé mọi người nhé. Mọi người có nhu cầu mua hàng thì cứ liên hệ với em, số điện thoại em Minh 0706198999. Chiếc này thì nó có rất là nhiều màu, màu bạc này, màu đen đỏ, đen xanh này, màu đen xanh lá, rồi đen cam, rồi trắng này, rồi xám, nói chung nhiều lắm. Thì em cứ em sẽ để tất cả các màu của nó ở cuối video, mọi người tham khảo thích màu nào thì mọi người liên hệ nhé. Xe cực kỳ là đẹp, giá cả hợp lý. Bình nước và gọng nước là theo xe luôn đó mọi người nhé. Khi mà mọi người nhận hàng ấy thì hàng nguyên thùng, nguyên đai nguyên kiện như thế này luôn, nguyên thùng nguyên đai nguyên kiện. Catani là thương hiệu của Nhật, được design và thiết kế tại Nhật Bản luôn đấy. Xe rất là đẹp, còn tất cả các xe đều là sản xuất Trung Quốc hết nhé mọi người nhé. Ai mà cứ nói mà bảo là hàng Nhật hay là hàng ký gửi linh ta linh tinh gì đâu, không phải đâu, toàn bộ là sản xuất nhà máy ở Trung Quốc hết. Cái nào mà hàng mà bảo là xuất đi Nhật hay xuất đi đâu ấy, thì lúc đấy thì
em sẽ nói rõ ràng, còn đâu mà toàn bộ nhà máy thì ở Trung Quốc hết đấy. Touring Katani TR30, khung thép, thắng đĩa trước sau, bộ chủ động Xi Minh TZ37, 21 tốc độ, DJ ngoài đấy, vỏ Kenda 700C35 và niền 4 phân, không mối hàn mọi người nhé. Rồi mọi người có nhu cầu mua xe thì liên hệ với em cảm ơn mọi người rất là nhiều.